Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2018. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Bắt đối tượng tăng trữ trái phép số lượng lớn ma túy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2018 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong tháng 5, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn Quảng Bình tiếp tục ổn định, các ngành kinh tế duy trì sản xuất và có mức tăng trưởng khá, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nổi bật trên lĩnh vực kinh tế, vụ đông xuân được mùa, dự ước sản lượng lúa đạt 184.600 tấn, vượt 7,8% so với kế hoạch. Chăn nuôi theo hướng tập trung có xu hướng tăng khá, sản lượng thủy sản 5 tháng hơn 25.900 tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình tháng 5 ước đạt 320.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 15.500 lượt. 5 tháng đầu năm, Quảng Bình đón 1,38 triệu lượt khách, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 5 tháng ước thực hiện 1.312 tỷ đồng, đạt 37,5% dự toán địa phương giao, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện nay tỉnh đang tích cực chỉ đạo các sở ngành liên quan chuẩn bị chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, ngành giáo dục đã chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh và xét tuyển học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, vùng sâu, vùng xa được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, hội nghị đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2018. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị. Thứ nhất là đối với nông nghiệp, thì đề nghị ngành nông nghiệp khẩn trương chỉ đạo để mà thu hoạch vụ đông xuân và để mà triển khai nhanh cái việc là gieo cấy vụ hè thu để đảm bảo là chúng ta thu hoạch được mùa mưa bão. Đây là một cái nguyên tắc mà phải tôn trọng. Thì trong vấn đề nông nghiệp thì tôi đề nghị về phía sở nông nghiệp là tiếp tục chỉ đạo để mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là cây trồng vùng gò đồi, rồi là chuyển một phần diện tích lúa mà hiệu quả thấp hoặc là không có hiệu quả mà sang cây trồng khác. Mà đây là cái mà trách nhiệm của ngành nông nghiệp. Đồng thời là kiểm tra các công trình thủy lợi tưới tiêu để phục vụ cho hè thu cũng như là đảm bảo cái an toàn hồ đập mà trong cái mùa mưa bão sắp tới, rồi là phát triển chăn nuôi. Thì trong nông nghiệp đối với Quảng Bình là một cái tỉnh mà thường mà xảy ra thiên tai thì vấn đề chăn nuôi là vấn đề quan trọng. Trong chăn nuôi thì chủ trọng vấn đề là cái chất lượng đàn gia súc, rồi là vấn đề bảo vệ rừng. Hiện nay là Thủ tướng Chính phủ cấm việc khai thác rừng tự nhiên. Về phía Lào là không xuất khẩu cái gỗ rừng tự nhiên, cho nên là cái áp lực đó, cho nên là cái vấn đề mà cái phá rừng đặc biệt là mùa khô này là rất lớn. Các tỉnh Tây Nguyên rồi các tỉnh là miền Trung đã xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng, mà Quảng Bình là một trong số ít tỉnh mà có cái trữ lượng gỗ là rừng tự nhiên lớn nhất toàn quốc. Thì như vậy là rất dễ xảy ra vấn đề là cái phá rừng. Cho nên là tôi đề nghị về phía sở nông nghiệp là tập trung là chỉ đạo vấn đề là cái bảo vệ rừng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đây là nhiệm vụ chính trị để bảo vệ rừng, rồi là chuyển đổi cái cây trồng vùng gò đồi thì coi đây là nhiệm vụ quan trọng thứ hai của ngành nông nghiệp. Trách nhiệm của nhà nước là phải hướng dẫn người dân để mà chuyển đổi cây trồng và đẩy mạnh vấn đề là khai thác vùng biển xa. Và đây là thời điểm có thể nói cho nó thuận lợi nhất để mà khai thác hải sản trên biển, và đây là cái thế mạnh của tỉnh của mình. Rồi là thực hiện cái xây dựng nông thôn mới, không phải mà xây dựng nông thôn mới bằng bỏ giá
mà phải xây dựng nông thôn mới bền vững vì cái cuộc sống người dân. Nói rõ quan điểm đó, chứ không phải bằng ngoại giá mới xây dựng nông thôn mới thôi. Thứ hai là về phía sở, về đầu tư thì tập trung để mà chuẩn bị tốt các nội dung cho cái hội nghị xúc tiến đầu tư của Quảng Bình năm 2018 vào tháng 7 sắp tới, và đồng thời phối hợp với sở tài chính để mà chuẩn bị cái việc triển khai cái xây dựng kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là phối hợp với sở nội vụ để tham mưu ban tỉnh để trình Thủ tướng cổ phần hóa một số cái đơn vị sự nghiệp công lập theo cái kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đối với là ngành công nghiệp thì đôn đốc các dự án công nghiệp, trong đó có một số dự án như là nhà máy gỗ MDF này, nhà máy gỗ Oscar này, rồi là điện gió này, rồi là pin mặt trời, rồi là máy mặt. Đối với ngành du lịch thì tôi đề nghị là tiếp tục để mà quảng bá du lịch, bởi vì quảng bá của mình vẫn còn yếu. Cái quảng bá là cực kỳ quan trọng đối với du lịch. Thì vừa rồi mình làm tốt rồi, nhưng mà tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, lập cái đề án để mà hình thành cái phố đi bộ. Vừa rồi sợ là phải tích cực phối hợp với là Viettravel để mà đề xuất cho ban tỉnh là cái phố đi bộ, rồi là theo dõi cái đường bay Chiang Mai Đồng Hới, đặc biệt là đôn đốc chỉ đạo về phía hãng bay là Jetstar Pacific phải có quyết tâm hơn nữa, quảng cáo hơn nữa. Đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu sở du lịch cần quản lý tốt giá cả, nhất là giá cả ở các khách sạn, dịch vụ, tránh tình trạng treo kéo, chặt chém giá cả đối với du khách. Bên cạnh đó, cần phối hợp với gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp để có phương án quản lý và khai thác hiệu quả các hạng mục công trình ở Vũng Chùa, Đào Yến. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục triển khai tốt chương trình giảm nghèo, chú trọng công tác xuất khẩu lao động. Ngành Tài chính cần tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2018 đạt 4.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành Nội vụ, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải, Giáo dục Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao, Công an, Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới. Sáng nay, ngày 7 tháng 6, huyện Quảng Ninh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018 và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự. Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Cùng với cả nước, cả tỉnh, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, quân và dân huyện Quảng Ninh đã hăng hải trong lao động, anh dũng trong chiến đấu, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Từ phong trào thi đua xây dựng làng chiến đấu với khẩu hiệu mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài, đến phong trào khai hoang phục hóa với khẩu hiệu sạch làng tốt ruộng, phong trào ba sẵn sàng, ba đảm đang, năm xung phong, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình cho tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Quảng Ninh luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Ninh tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Nhân dịp này, huyện Quảng Ninh đã tuyên dương khen thưởng 21 tập thể, 35 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 7 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, ông Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri chín xã vùng Nam thị xã Ba Đồn trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc,
Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong những tháng đầu năm 2018. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Cử tri các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn đã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được, đồng thời kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết một số vấn đề như tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của một số tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn, đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn cho các thôn Cồn Nâm, Minh Hà, Tân Đình, Đông Thành thuộc xã Quảng Minh. Trong quá trình thi công hệ thống nước sạch sinh hoạt cho người dân xã Quảng Sơn, cần đảm bảo tính an toàn, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Rào Nan. Tỉnh và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cần nghiên cứu để có chính sách tăng mức hỗ trợ về giống vật nuôi và cây trồng cho bà con nông dân, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Một số bất cập trong quá trình thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng làm nhà ở, chế độ chính sách cho thương binh, bệnh binh, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước tại địa phương còn nhiều hạn chế. Hội đồng Nhân dân tỉnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn đã trực tiếp giải trình một số đề xuất của cử tri và tiếp thu những ý kiến còn lại để trình lên Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Cũng trong ngày 7 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ông Trần Xuân Tung, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri sáu phương và cả đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã Ba Đồn trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Ba Đồn đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến các vấn đề như cần có các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, đặc biệt tại các khu trang trại chăn nuôi tập trung, quan tâm đến chế độ trợ cấp cho nạn nhân chất độc da cam, tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Quảng Thuận, một số bất cập trong việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A, vấn đề tinh giản biên chế đối với một số chức danh ở cấp xã, nâng cao chất lượng phục vụ công. Nhiều cử tri cũng đã kiến nghị các ngành chức năng cần chú trọng hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm tạo niềm tin trong nhân dân, nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc tiếp dân, giải quyết nhanh chóng thấu đáo các nguyện vọng chính đáng của người dân. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng của cử tri thị xã Ba Đồn, đồng thời trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp trình lên các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét và giải quyết. Hôm nay, ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự. Năm 2018, chỉ tiêu giao quân của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thành phố Đồng Hới là 97 công dân. Cấp ủy đảng chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang thành phố đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân nghiêm túc. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyển quân. Chỉ ra nguyên nhân của việc chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao là do công dân trong độ tuổi nhập ngũ thiếu, số thanh niên sử dụng chất gây nghiện ngày càng tăng, công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai ở một số xã phường chưa được quan tâm đúng mức. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu được giao. Hôm qua ngày 6 tháng 6, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Kết luận số 23 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết số 23 ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là những nội dung quan trọng, có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của lực lượng vũ trang, như đề án xây dựng đội ngũ, cán bộ các cấp, đề án cải cách chính sách tiền lương, đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội,
Chính vì vậy, đồng chí chủ trì hội nghị yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ trì, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong quá trình quản triệt, triển khai thực hiện nhằm thống nhất tư tưởng và hành động, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đảng bộ Công an huyện Minh Hóa cũng vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an huyện đã thông báo nhanh 6 nội dung quan trọng đã được nêu ra tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nghiệp vụ. Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nghe báo cáo, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy chế làm việc Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 12 và một số vấn đề về công tác cán bộ. 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Những câu chuyện xúc động đầy ý nghĩa giữa đời thường. Những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước. Cùng chương trình văn nghệ ấn tượng, đặc sắc, truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề Quảng Bình 70 năm sáng mãi ngọn lửa thi đua yêu nước, 20 giờ ngày 9 tháng 6 trên kênh QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Bắt đối tượng tăng trữ trái phép số lượng lớn ma túy. Bất cập đường giao thông nông thôn ở thị trấn Quản Hầu. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai các hệ thống thông tin và phần mềm dùng chung đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc tại các sở, ban ngành, địa phương. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả triển khai các phần mềm dùng chung, tạo sự thống nhất đồng bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan nhà nước của tỉnh. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo phòng ban đơn vị trực thuộc xã, phường, thị trấn phối hợp triển khai tổ chức ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh như hệ thống cổng trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá kết quả làm việc. Sở Thông tin Truyền thông cũng đề nghị các sở ban ngành địa phương không đầu tư, mua sắm, ứng dụng những phần mềm khác có chức năng tương tự phần mềm dùng chung của tỉnh nhằm thay thế hoặc ứng dụng song song. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao nên doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn tỉnh cũng tăng trưởng khá. Theo đó, 5 tháng đầu năm, doanh thu lưu trú, dịch vụ ăn uống của tỉnh Quảng Bình ước đạt 845 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong tháng 5 năm 2018, hoạt động lưu trú và ăn uống tiếp tục tăng mạnh do tháng này có dịp nghỉ lễ và đây cũng là thời điểm bước vào cao điểm mùa du lịch trên địa bàn tỉnh. Tối hôm qua, ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào lúc 18 giờ 10 phút tại khách sạn Nhật Minh, tổ dân phố Thường Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện đối tượng Lê Thị Tình, sinh năm 1986, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đang đi vào khách sạn mang theo một túi ni lông màu vàng có biểu hiện nghi vấn. Khi người phụ nữ này đến trước cửa phòng 402, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ và kiểm tra túi đồ, phát hiện có chứa 2 gói bánh nhỏ được quấn băng keo đen, bên trong chứa chất bột màu trắng. Qua kết quả giám định, 2 gói này là heroin, có tổng trọng lượng 167,9 gram. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Lê Thị Tình tại thôn Quy Hầu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, thu giữ thêm 2 viên nén ma túy dạng hồng phiến. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện nay tại một số vùng nông thôn của huyện Tuyên Hóa, nhiều công trình nước sạch đã bị hư hỏng xuống cấp trầm trọng.
trong khi người dân luôn sống trong cảnh thiếu nước. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có 10 công trình cấp nước sinh hoạt không có hiệu quả. Đây là những công trình đã được đưa vào sử dụng nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì ngừng hoạt động. Nguyên nhân là do việc khảo sát, thiết kế chưa hợp lý, công suất của máy bơm quá nhỏ, không bảo đảm và một số lỗi kỹ thuật khác. Điều này không chỉ gây sự lãng phí trong việc đầu tư mà còn làm cho cuộc sống của hàng nghìn hộ dân gặp khó khăn, nhất là trong mùa nắng nóng hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình nhận được ý kiến của người dân phản ánh về việc đường giao thông nông thôn tại thị trấn Quản Hào, huyện Quảng Ninh sau khi được nâng cấp thì nảy sinh bất cập, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã trực tiếp đến tìm hiểu về thực trạng này. Đường quốc lộ 9B kéo dài từ quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Quản Hào, huyện Quảng Ninh vừa được nâng cấp cải tạo trong năm 2016. Đường đã được đổ bê tông chắc chắn và rộng rãi, thuận tiện cho giao thông. Tuy nhiên, việc nâng đường lên cao đang để lại một hệ lụy không mong muốn. Trên cung đường chúng tôi vừa nói đến, có khoảng 1 km xảy ra hiện tượng như thế này. Rãnh nước nằm bên cạnh đường vốn đã có từ trước với nhiệm vụ giúp thoát nước trên địa bàn. Con đường này trước đây thấp hơn so với hiện tại, từ 30 đến 40cm. Với độ cao này thì việc tồn tại song song mặt đường và rãnh nước là điều có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, sau khi đường được nâng lên thì dẫn đến độ chênh lệch giữa mặt đường và rãnh nước khá cao, cộng với việc mép đường không có rào chắn và hệ thống cảnh báo, càng làm gia tăng mức độ thương tổn cho người tham gia giao thông nếu bị rơi xuống. Nhiều người rơi xuống rồi, nhưng mà nặng thì chưa, nhưng mà nhiều người là rơi xuống với cũng có sức da nhà da chảy máu rồi, cũng nhiều rồi. Mặc dù là đường rộng nhưng mà khi hai xe đánh nhau là họ đi xe thêm một chiếc xe máy, nghĩa là đường là có như là hành không thể đánh qua bên đường là họ sẽ trượt xuống dưới đi. Đây được xem là nơi nguy hiểm nhất của đoạn đường này với chiều cao từ mép đường xuống rãnh nước khoảng 1 mét. Vị trí này lại nằm ngay tại hai điểm trường là Trung học cơ sở Quản Hào và Trường Tiểu học Quản Hào. Vào giờ tan tầm, hàng nghìn học sinh của hai trường ùa ra đường, cộng với số công nhân của công ty may S&D, nên mật độ tham gia giao thông tăng đột biến. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Vận ngay người xe luân chuyển là vận tải cát sàn tất cả các mỏ về để làm thi công ở dưới này, cho nên cái lượng đó là xe vận ngay là nhiều hơn ban đêm, nhất cái tầm bắt đầu là từ 10:30 đến 11 giờ và buổi chiều từ bắt đầu là 5:30 đến 6 giờ. Trong trường hợp là hai xe tránh nhau trên tuyến đường đó thì nó cảm thấy rất hẹp, đường quá hẹp, cho nên là cái lê đường của giao thông của học sinh hoặc là những người đi bộ thì không có. Nhân dân cử tri đã nhiều lần kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, nhưng mà đến nay là chưa được giải quyết. Cái đơn vị thi công là hiện nay là họ đã đưa vào sử dụng rồi, nhưng mà hệ thống cái rãnh thoát nước quá sâu. Nhân dân chúng tôi đề nghị là cái đơn vị thi công, một là phải làm rào chắn bảo vệ, hai là phải làm cái là lát cái nắp hố để cái tránh cái khi mà bị cái tai nạn giao thông rớt xuống là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con người. Với tình trạng nguy hiểm hiện tại, đoạn đường này rất cần những giải pháp khắc phục, tránh dẫn đến những tai nạn không đáng có cho người tham gia giao thông. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.